Trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một cô giáo Nguyễn Thị Hà, 39 tuổi, công tác tại trường phổ thông dân tộc xã Trà Dân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, đi xe máy chở hai người con trong thời tiết mưa lạnh tái tê, vượt núi trở lại điểm trường khiến nhiều người xúc động. Hôm 29 tháng 1, tức mùng 8 Tết, cô Hà đèo hai con vượt quãng đường đèo dốc hơn 120 km từ quê huyện Thăng Bình lên đến trường phổ thông dân tộc bán trú Trà Dân, xã Trà Dân, huyện Nam Trà My. Ba mẹ con xuất phát từ lúc 9 giờ đến 14 giờ mới tới nơi. Phía sau cô Hà là hai cậu con trai, anh lớn học lớp 9, ôm em trai học mẫu giáo còn đang ngủ. Ba mẹ con ngược núi trong tiết trời đầu năm ở huyện Nam Trà My, mưa tầm tã, lạnh thấu xương. Sau khi được lan truyền trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã để lại những bình luận bày tỏ sự cảm phục đối với cô Hà và các giáo viên vùng cao đã hy sinh bản thân mình để gieo con chữ cho các em học sinh.